Thầy ơi, định giá cục này giúp tôi với ạ. À, hồi trước đã, bạn này nó ở đâu thế? Bố tôi mua hồi xưa đó. À thì ra là của bố cậu. Viên này mua lâu chưa đấy? Lâu lắm rồi, mua hơn 10 năm rồi. Hơn 10 năm cơ à. Ba cậu có nói đây là cái gì không? Không, cậu nói nó trị giá hàng trăm ngàn tệ. Thế vậy sao? Đúng, tôi cũng không hiểu gì cả. Viên này, tôi có thể nhìn thấy từ bề mặt của nó. Có những chỗ có ánh ngọc, đây này cảm giác nó rất trong, phải không? Đúng vậy, nếu là một người mới không hiểu gì về ngọc, anh ta sẽ nghĩ đây là một viên ngọc cực phẩm. Nhưng nhớ đây thực sự là một viên ngọc bích cực phẩm. Khối lượng lớn như vậy, cửa sổ đã mở to đẹp như thế này. Tôi nói cho bạn biết nó sẽ đáng giá hàng chục triệu nhân dân tệ. Cho nên, đây chính là vấn đề. Làm sao bố bạn có thể mua nổi một viên cực phẩm lớn như vậy mà rẻ như thế chứ hả? Ồ là như vậy sao? Chắc do may mắn gặp thời, gặp người không biết hàng bán rẻ đó. Nghe thơm nhỉ? Đúng rồi, chắc là vậy rồi. Tôi thích cách cậu lạc quan đó. À, chất liệu này để tôi nói cho bạn biết, chính xác nó là một miếng ngọc mực. Đến đây, bạn có thể thấy rõ từ chỗ này. Nếu bạn nhìn toàn bộ từ dưới đèn, xem bên trong có đẹp không? Bên trong nó rất đẹp và trong suốt, nhưng không có cấu trúc, giống như không có tinh thể ngọc bên trong. Ngọc bích là một cấu trúc dạng hạt tinh thể gồm các sợi đan xen vào nhau. Tiếp theo, bạn tự xem ở đây không có bất kỳ cảm giác hạt tinh thể nào. Đây, tôi sẽ soi cho bạn xem kỹ. Ánh sáng của nó là ánh sáng thủy tinh. Nhìn sơ thì rất giống ngọc bích, phải. Nhưng sao, loại ngọc mực này không có cấu trúc. Cho nên, nghiêm túc mà nói, bình thường không thể gọi nó là ngọc. Mặc dù vật liệu này có kích thước lớn, hàng chục ký, nhưng thông báo cho bạn một tin. Từ quan điểm trong ngành này của tôi, nó chỉ có thể làm đồ trang trí. Nếu bán thì bán được nhiêu thầy? Cái này khá lớn, nên tuy là ngọc mực nó cũng đáng giá một chút tiền, ước tính khoảng 2-3 vạn tệ đó. Dì bèo giữ thầy, chỉ thế thôi. Lúc đó ba bạn tiêu bao nhiêu tiền, ông cũng không nói thật cho bạn biết. Có mà, viên này hết cả chục vạn tệ à chớ. Thật là chục vạn tệ sao? Vậy cái này có để thêm 20 năm nữa, nó cũng không thể lấy lại giá vốn đâu. Thầy có nhầm không thầy? Bố tôi nói nó mấy chục vạn mà. Bạn có bao giờ nghĩ rằng ba bạn đã tiêu tiền bậy và không dám nói với mẹ? Sau đó ông cố ý nói rằng đã tiêu hàng chục vạn tệ để mua thứ này đầu tư sinh lãi không? Có lẽ trong thực tế ông ấy mua thứ này có thể không tốn nhiều tiền như vậy. Hiểu chưa? Ừ, cho nên vật liệu này không cần phải cắt. Bạn cắt ra cũng không thể làm được nhiều thứ tốt. Bạn cắt ra làm một cái vòng tay cũng trị giá có 100-200 tệ thôi, không có nhiều ý nghĩa. Vậy đề nghị của tôi là vẫn để ở nhà làm đồ trang trí trên một cái đế gỗ, xem như một món đồ kỷ niệm hoặc là một vật phẩm phong thủy. Vậy cảm ơn thầy nhiều nha. Không có gì đâu, đi thông.